Đánh giá Red Magic 8 Pro nhìn như S23 Ultra nhưng mà rẻ hơn rất nhiều. Một chiếc máy 8/256 hình thức 98 sẵn ốp lưng cường lực đã lên ROM quốc tế thì sẽ có mức giá là 11.x lớn. Khác với thế hệ cũ, 8 Pro mang phong cách flagship hơn nhiều là một gaming phone. Cả trước và sau là kính, đặc biệt đây là kính nhám và nhìn nó rất là tây nha, nó không bị kiểu hầm hố quá. Khung của máy vuông đét và quá trời công nghệ luôn anh em ạ. Đầu tiên phải kể đến là cái quạt này. Nó có lực hút rất là mạnh, hai đầu luôn và không cần phải mua sò nóng lạnh nữa. Tiếp theo là hai chiếc G cảm ứng với độ nhạy là 520Hz và rất nhiều những công nghệ hỗ trợ chơi game. Anh em chơi game bắn súng trên con máy này thì cực kỳ sướng. Máy có cả là jack tai nghe 3.5 nha. Con chip 8 Gen 2 đã tối ưu, bộ nhớ trong chuẩn cao 4.0. Mình chưa thể tìm được một cái game nào có thể làm khó chiếc điện thoại này. Quả viền màn hình xuất QML sắc anh em ạ. Nó mỏng, nó vuông, nhìn nó đã. Camera selfie ẩn phía bên dưới màn hình nữa. Chất lượng hiển thị hay là chất âm của gaming phone đời cao thì anh em không cần lo đâu, đảm bảo là đủ phê. Camera 50 chấm và thiếu chống rung, cái này thì tiếc thật. Viên pin 6000 luôn mà thiết kế vẫn nhã nhặn. Gaming phone nó lai lai như thế này mới hay chứ.